Hello các bạn, mình là Lê Minh Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một món ăn sushi cuộn cơm. Bây giờ mình sẽ làm nha. Đầu tiên chúng ta chét cơm. Chét đều nha, chét đều không tròn tròn như thế nào. Hết cơm rồi cho nên mình đi lấy tiếp. Vì con mình xin lỗi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thực hành một tí. Đấy, các bạn phải chết đủ nha, chứ chất thừa là không ăn được đâu. Dại ra. Đấy. Tại vì con còn dính. Con còn dính nữa. Ok, anh một tay. Ui giời ơi. Ok. Chụp chặt. Bác ăn bốn bánh rồi. Ok, nhận cái đi. Nhiều lắm bạn. Ok, các bạn về còn chỗ này các bạn phải cuốn luôn. Các bạn lấy ít cơ thôi mà các bạn chất chút chia hết nó ra đây. Tiên là không thể thiếu chỉ là trứng. Cái này chứa cho vào trong ăn nó như là nước cuốn. Nhớ nha. Xong. Xúc xích. Hôm tiếp theo là 3 miếng dưa leo. Ba miếng nhìn nè. Nó không thể thiếu quấn nó nè. Quấn ấn lại, ấn lại. Ok, quấn tiếp. Cho thật chặt nha các bạn. Ấn cho. Quấn cho thật chặt. Ấn, ấn tiếp, ấn tiếp. Miếng này nè. Ấn, ấn đi. Ê, rất sạch. Cơ này nghe nó đẹp. Ấn, ấn, ấn để cho miếng trứng không ra. Đây là canh của mình. Ấn luôn cái này nha các bạn. Xong rồi mình cắt ra miếng to ăn nhé mới đẹp. Ok, một miếng đã xong. Nước đã bị bể rồi các nha các bạn. Ok, mình nhắn lại rồi. Ui. Các bạn thông cảm mình luôn nhé. Ok, cái miếng này. Miếng này chắc chắn sẽ đẹp thôi. Rồi, không đọc. Do miếng cuối cùng. Xong. Đây, các bạn thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, trời. Có 5 thôi. Có 5 thôi, sao? 5 con gọi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng rồi. Cái này nó bị bể.
Các bạn ơi, ăn rồi mà có bạn ăn luôn mấy ngày rồi lên ăn à? Phá không? Đang nhìn mình ăn này. Từ đó để nhìn nha, làm phá của bà rồi. Nhìn ăn này từ à? Từ đó. Từ phút ngoài đồ này.